Hello anh chị và các bạn. Hôm nay Steven chạy xuống một xuống cái căn nhà mới của Steven mới mua. Thì căn nhà này nó không có lớn lắm. Nó chỉ có khoảng chừng hơn 1800 square feet thôi, mà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nó nằm ở trên một cái miếng đất diện rộng là 1 acre. Và Steven sẽ chạy xuống đó rồi quay sơ sơ cho các anh chị và các bạn xem cái căn nhà đó và lý do nào mình quyết định mua cái căn nhà đó để sau này về hưu. Thì khi mình về hưu thì đương nhiên cũng có nhiều cái lý do của mình lắm, và Steven sẽ cho vài lý do chính đáng để anh chị nào đã xem video này mà sắp sửa vào tuổi về hưu thì nên tìm những căn nhà như thế này, để sau này mình không có giống như là, tại vì mình cuộc sống mình có nhiều giai đoạn khác nhau, không cuộc hưởng thụ rồi cái tới cái vị như là khi mình có tiền rủng đỉnh thì như mình mua cái nhà loại nào cũng được, mình sống ở đâu cũng được, khi mình có điều kiện. Như mình về hưu thì cái tiền về hưu của mình, cái tiền lương hưu của mình là đương nhiên cũng có. Anh chị em nào mà đi làm mà trong các hãng xưởng thì đương nhiên cũng có một chút đỉnh tiền, không mà và cái tiền nó không có còn giống như nhiều mà rủng rỉnh giống như khi mình còn trẻ, mình làm ra tiền nhiều nó dễ dàng mà mình đi chơi đây đó lung la. Chân khi mình về hưu thì cái tiền đó nó không còn giống như quá nhiều, dù cho mình có một số lượng tiết kiệm nhất định để mình về hưu, và đương nhiên là cái số tiền đó nó không có giống như hồi xưa mình còn đi làm nữa. Không thì khi anh chị và các bạn mua căn nhà để về hưu thì nên chọn một căn nhà như thế này, để một xí mình chạy xuống đó quay sơ sơ rồi cho anh chị xem, và mình sẽ cho anh chị biết lý do nào mình mua căn nhà đó. Ok, một tí để theo chân Steven đi xem nha. Đây là nhà về hưu. Một acre. Sắp sửa closing nè mọi người. Hôm nay đi final work through cho mọi người biết đây. Vệ sinh chưa sơ thôi. Pin gần hết. Để cái chìa khóa đâu đây hả? Chìa khóa để em coi. Rồi okay. Mình vô mình đổi được cái này luôn nè. Mở ngoài sau á là ông nói mình đổi được cái đó. Mở cái khấu ra mình đổi cái set. Mà bây giờ khi sau closing mới đổi chứ bình thường mình. Dạ đúng rồi, ông nói như có thể em vô. Hôm nay mình vô được chứ mình chưa có officially legal. Dạ. Đây ông nói là key will be in the outlet box, not the front. Outlet box. Outlet box hả? Dạ. Oh, the outlet box. Oh, đây nè. Oh, mà nó gớt càng ở trơn thì thiệt tình. Nó cái này phải thay nữa nè, thiệt tình. Mày ông chủ. Trời ơi, ông chủ đó hả? Về chủ nhà hả? Ông chủ. Cảm giác mở cửa nhà mới. Ồ. Ồ, mày cho nó sơn cái màu này gà, màu đen này kỳ quá. Ok, ngày đầu tiên vô nhà. Vô không cha, cửa sau được nè. Mẹ nhà mẹ. Bông nha, bông xôi nhái nha. Chồng mấy con. Chìa khóa. Chìa khóa là giá trị mấy trăm ngàn đô. Mẹ. Chìa khóa là giá trị tới mấy trăm ngàn đô. Mời anh hỏi. Quên.
Cái chìa khóa này giá trị tới mấy trăm ngàn đô rồi. Mấy ngày liền. Oh man. Thiệt trời. Cuối cùng. Bởi vậy chị cha, mua nhà với đại gia phải biết được bằng cô giá cho chị ha. Cái này định máy giặt không? Dạ, máy giặt máy sấy. Ngay chỗ này cái garage, cái này là cái garage mà chị mà nó làm cái phòng luôn đó nè. Ồ, hèn chi bởi vậy đó. Vậy là mình dư được cái phòng. Yeah. Nó mà cái này anh không có để riêng biệt gì. Anh tính làm gì? Đập này ra làm nguyên cái phòng bự luôn. Đập nguyên cái bức này luôn ha. Ừ. Em không hiểu cái phốt bởi xuất. Nó biết sao? Em không biết nó làm kiểu này. Nên sao? Nó làm cái này là chỗ uống nghe cái chỗ ngồi cái phim. Để cái ghế sofa đây nè. Em nghĩ vậy, nó làm cái man cave. Man cave cái đó và bên kia là cái phòng. Em nghĩ vậy. Miễn làm cái phòng chơi tương lai luôn là mình đập này ra tại nó chơi gian này á, cái phòng này đúng ra nó có phần cửa sổ ăn gian làm cửa sổ nhỏ này thì nên nó làm cái này. Nhà này 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm mà có thể mình với một cái men thiết cái garage nó làm là phòng ngủ. Nè, anh chị nào mà có chuyện về Hugo Florida thì nhớ mua cái căn nhà mà không có HOA nha, tại vì có mua HOA thì phải trả tiền HOA rồi lum la chân mệt lắm. Còn cái nhà này mình không có cần trả HOA. Đó, nhà này nè. Bên đây nè. Bên đây là 50% rồi của mình đó, tới ngày thứ hai là 100%. 50 luôn hả? Em thì thấy là 99 rồi. Dạ. Anh trai đại gia khiêm tốn. Đây là nhà để về hưu tương lai nè bà con, cửa nhà nè. Oh, there's a key. Need the key. Key. Đây. Yeah, that guy will close the door. Whoa. Mm, it's so good. How's it look? It's so good. I'm not staying here. Ooh. 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 Hey, Jalee. Hey, Jalee. Đi vô nhà con coi mẹ coi cầu tiêu không? Em rồi đi vô coi nhà biết mình có đồ ăn, đi vô coi cầu tiêu có gì ăn trời. À, cầu tiêu có gì đó đâu mà đi vô đó coi. That's a bedroom. Oh yeah, it's a little office. Hả? No, this is on the other side. Andy! This is a nice office, right? Yeah. Window. You can put your table. And look out the window when you type. Oh, interesting. Ooh! 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 Nhà nó 1.800 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mà tương lai có thể em làm thêm cái phòng tắm nữa. Cái này là cái garage và nó làm thành cái phòng chơi. À, bởi vì em mới nói nhiều phòng nhiều phòng như thế. Nếu phòng chơi, quay sau này anh đập này ra. Đập hai cái này ra làm bự luôn. Rồi anh nên đi qua cái master nè. Wait, now where are we going? Oh, hi. Yeah, cái đó là phòng chơi. Is this supposed to be the laundry room? Yeah, the laundry room is over here. That's the master bedroom. And then you can bathroom like all the master bedrooms. Yeah, this is the master bedroom. Yeah. But this room also needs that room. Oh. A lot of cleaning to do. Is this the master room? No. Hey, Sam. Oh, that's awesome. Yeah, hold it, yeah.
No SOA, no CDD, no water. Yeah. Đẹp. Quá đáng đẹp chứ. Hả? Yeah, mà this semester of there's a door. This is a good bathroom. It's a door and go to the more room back there. Yeah. Toilet. Master closet and that's it. But here. Yeah, master closet. Oh, wow, the baby's pretty big, right? Yeah, pretty big. Decent. Walking by closet. No, the grass is so tall, you go there, you disappear. Guys. Tôi phải dẫm cái này nằm sướng. Này ra đây, này ra đây, mở cửa nè. Này ra được nè. Này ra phía sau. Phía sau. Chụp cái giỏng làm. Làm quán chụp cái giỏng. Điện đâu ta? Này hả? Ở bên kia. Ồ, đúng rồi. Cái chỗ câu cá của cha thì sao? On the top one, just, yeah. Cô thấy chỗ câu cá của ông nội sao chỗ cái hè chỗ cái đường hàng rào đó yeah đi ra nè xa này á có thể anh build cái hả nuôi chó xa này có thể anh làm cái hồ bơi mà làm ở ngoài được làm ở dưới đất luôn ở đầu cái mình làm cái nhà lưới á chồm lên hồi xưa nó làm giống cái hồ bơi chơi giải trí thôi có cá chẳng luôn cả. Làm gì có cá? Bụi bặm gài nó chưa có bỏ mấy nước thuốc tẩy vô. Nó tẩy mà thuốc ấy á, thuốc chloride. Còn bữa nào mà thích barbecue ra đây đốt lửa ngồi đốt lửa chạy. Mà nó chơi cái này dở quá cái này. Này người ta phải lót gạch hết nguyên cái vòng này luôn nè. Hả cha? Ừ. Để ghế ngồi. Lót gạch để ghế ngồi mới ngồi mới đốt lửa chơi, đốt lửa chạy chơi. Cái này làm đồ quay con. Chuyện này vui rồi nha kêu bằng có chương trình đi nướng gì quay gì gà hay gáp lu à gà nướng lu rồi chơi anh trường cái nhà là nhà về hưu của Steven tương lai nha một mẫu yeah. Qua tới cái bờ và cái máy của mình nó qua tới cái bờ sông cái bờ đất bên kia luôn. Nó làm cái con kênh đang cho nó chứa nước lỡ cái mưa xuống cái đầu nó chảy xuống đây ở dưới nó có ống hút ở dưới. Ồ cái đường này cho nó chạy tới 54 á chứ chạy rút luôn á đi lòn qua cái hướng nhà của Nga ừ kinh nhà múc nhà nước hút mà đi phía chỗ này nó có cái hàng rào đi xuống nè tại vì tương lai là ông nội sẽ tỉa mấy cái nhánh này xuống hết chặt cho nó chống lên phải không rồi cái mình cắt cỏ cho sạch sẽ cái mình mở cắt cỏ sạch luôn nè này là cái hàng rào đây mình mở mình đi xuống đó được thoải mái mình dọn cái của mình đó mình dọn đây nè mình dọn lên đây nè dọn sạch mấy cái này cuông xuống hết trơn cho nó có một cái luồng thẳng ra tới đẳng luôn sau này mình sẽ dọn dẹp mình cắt mấy cỏ này cho sạch sẽ không sau đó dưới suối dưới đó con mấy con có mấy con cá bass á cá freshwater bass đó nhiều lắm nó giận bự luôn nữa về thì dọn dẹp mấy cây này hết nó tùm quá cắt bớt cho nó gọn lên đất của mình nó qua tới bên cái mí bên kia rồi mà con suối này bây giờ của nhà government mình không có đụng tới nó hết giờ nó đi rồi cái lần này thì có thể từ đây bỏ ra đây 6 feet nè 6 feet, 7 feet gì đó rồi cái cầm một hàng lên ẵng được nè thằng này nha
mà đều bị mấy cái này nó chia chắc có lẽ nó không tốt lắm, nhưng mà hồi xưa nó cũng tỉa này bớt rồi nè, cũng trồng được đây nè, nó tỉa dưới thấp nè, nhưng mà trên cao nó vẫn còn. Mình chỉ tỉa cái bên mình thôi, mình không tỉa qua bên kia được, thì ngay cái rào mình tỉa mấy cái nhánh nhỏ nhỏ là mình cắt được nè. Nếu trường hợp như không cắt thì để trồng đại thì chắc có lẽ cũng được, nhưng mà nó có những cái cây nó không có tốt, nó thiếu xương á. Mà tỉa mấy nhánh con thôi để cho nó che đỡ, để ở che nắng nè. Cái này có 2 tầng nữa, không cắt mà thấy lên như cao quá vậy. Cái chơi chơi vậy con. Để biết viên nó nhè hàm răng nó ra đã không? Ừ. Có cái xích đu nè. Dạ, đưa mặt vô cái cửa. Ê, chơi nè. Cắt cỏ nó mới lợi, nó cắt cỏ ngày qua. Này thấy sạch sẽ. Rửa lại thấy tùm quá. Ông nội với Hermes thì mới mới chùi cái xích đu trong nhóc nó chơi. Gặp cái xích đu nó mừng quá. Tương lai thì có thể Steven làm cái hồ bơi dưới này, hồ bơi dưới đất luôn. Bây giờ hiện tại nó có hồ bơi ở trên này thôi, có thể mình phá ra. Cái nhà thì mình có thể mình extend ra làm thêm ngoài 2 phòng ngủ nữa. Chỉ xây một cái nhà lục giác chỗ này. Đến chiều ngồi uống cà phê. Thấy. Thấy. Dạ. Tương lai cái này có thể chỗ này làm cái nhà lục giác nè. Ừ, còn miếng sang nữa, muốn ngay sang nữa thì đóng cái nhà ấy á. Nhà treo á. Treo. Dạ. Cái nhà á, bây giờ theo mày biết nhà đó không? Nhà treo à? Tree house á. Nè cái cây cột nè. Hai cây này làm cái tree house ngon lành luôn. Không biết cái tree house hả? Cái nhà mà ta làm giống như nhà sàn mà làm trên cái cây á. Mình có 2 cây tao bố sẵn là sao không làm? Dạ sàn đó. Ông nội nói như mặn cầu về. Ông nội. Tha đó, tha đó. Mặn cầu mới còn na về để ăn chồng. Như mấy nhà vườn mà thấy cái bầy mặn cầu này là mê luôn á. Nội có 2 giây với bệnh mà. Cần bò nó cũng nghe nghiêm chỉnh vậy sợ không? Chăm chú ngồi nghe không biết nghe gì. Nào nghe ông nội nói không biết nghe ông nội nói gì. Cái nhà hey Bi. Cái nhà đó. Hey Bi. Bi à. Bi ơi. Dạ. Bi này cho Vũ cho mặt cho nó nhìn lại Vũ. Cười. Bi. Dạ Bi. Dạ. 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 À đi. À đi. Dạ đi. Dạ đi. Chưa quen camera. Cười. Cười coi. Sẽ giao. Việt Nam mình vậy thôi, Mỹ nó nghe nó hết hồn, nó hết dám ăn luôn. Anh buồn quá, tưới. Anh chị tưởng tượng cái xích thịt thang mà đem ra mấy cái phần nó tưới cây về nhà, chồng biết sao ăn. Việt Nam mình nè, thôi rồi. Bình thường không, tụi Mỹ mình nghe cái đó nó hết dám ăn luôn. Cười ra. Nó làm cái thang này mà nó không làm cái cửa này nữa, nó vô mà phải leo vô. Ồ đây nè, nó phải lấy cái được mà. Khi nào tắm đi mà lấy kia. Khi nào ấy tắm. Giống như con nồng nọc hả? Hay con gì trong đó? Nó con nhái con á. Không gà có mấy tuần. Bỏ chứ đâu có xài nữa. Có mấy tuần mà nó để tới nhái vô đây nó đẻ này luôn, thiệt tình. Này nó có lưới nó vớt rồi, nó đầu nó bỏ chloride vô rồi đầu 2 ngày sau nó mới trắng lại, ít nhất 24 tiếng hồi nó trắng lại. Còn Vũ tương lai muốn cho thằng đó nó đuổi đi á, thì bên đây phải nấu đầu như bún và quế, bún riêu cho nhiều tí không là thổi cho cái hơi nó bay vô. Bún leo nước leo nó chưa chạy, bún mắm kho không kho rồi á, đang mới đậm đặc đó. Mùi cho nó đậm đà tí, nó chịu không nổi cái nó bỏ đi mình vớt nhà luôn. Ở đây phải chui dở này lên được đó hả? Ừ. Vườn cái này cái đèn solar thôi, nó gắn đây. Có cái cục gu nó giữ. Ừ. Mà cái này cái hồ này hồ giải chiến thôi. Giải chiến cho mấy đứa nhỏ nó chơi.
cây nửa tỉa là cho nó gọn gàng lên tí. Ông nội trồng nguyên cái hàng này thì sao, phía sau đó cái dòng bên kia chính giữa này để chống lần tương lai mình có cái dự trụ cho cái nhà này với làm cái hồ bơi ở tương lai đó. Mẹ nó có camera ở đây mà nó tháo hết trơn nữa, mua camera cắt cắn vô. Chuyện té em Vũ. Trong nhà rồi, con đập cái kitchen kia nè. Khoái quá à, đi kìa. Tụt không? Bác. Đây này con. Bác. Nó nè. Come here. Yeah. Keep your plan. This war is gone. No, this war is gone. This war is gone. Knock out this war, knock out this war. This is the whole kitchen area. Mở ra, open concept hả? Open concept luôn. Nghĩa là nguyên cái tường này đi ra ngoài hết, chỉ có trừ cái cột này thôi. Tại cái cột là những cái beam phải không? Trừ cái cửa, cái tủ cái bên kia là đập banh cái tủ nó ra luôn, chìm qua phía bên kia luôn. Nghĩa là nguyên cái tủ này nó chạy qua tới bên kia rồi làm cái tường nhỏ nhỏ, cái giống như để cái này đang che cái đây tủ lạnh á. Ồ sao khóa tủ lạnh quá. Chưa dọn lại. Dùng nước giếng. Chỗ này là cái thông cho cái giếng nè. Hiện tại mình dơ quá, bây giờ cái nơi nào mình dơ mình dọn dẹp mình làm này lại cho nó đẹp đẽ lại. Cái tụi kia nó ẩu quá, nó chạy mấy cọng dây điện lum la nằm ở ngoài ghê quá, phải sửa lại hết. Là cái đầu bơm nước, nước giếng mà nó bự gì á, đầu lọc lum la chứ. Bên này là nó để cái nhà, nó để lưới lên để nó nuôi mấy con chó chạy ra vô nè. Xong rồi chắc mình lấy cái này ra luôn, để cái cửa kia thôi. Cửa kia cho cái hồ này mình muốn lấy ra luôn. Đầu đẩy cái mái nhà ra, cái này ra ngoài xin chơi đây, cái hồ bơi ngoài này. Cái này thả cái đập dịch xuống, đập dịch cũng sướng. Đập dịch nhưng mà lâu lâu có một cái xấu nó táp một cái đứt cái chân dịch mẹ suối vậy không. Ở mà em coi trên video của anh Minh thấy Billy cũng có cái hàng gà cũng giống vậy. Cái nhà bên kia. Bên kia hả? Chú dân đập dịch mà đang đập lại nó vứt cái còn nó còn cái chân chết mẹ cái chân đó. Đâu, cái đập dịch mình ngồi trong cái xuồng mà ở trong cái xuồng nó có cái đập dịch mà cái đạp cái giống như là đạp xe đạp gì đó. Mình đâu có đạp ở chân ở ngoài đâu. Suối bậy không. Đi câu thì được. Chứ ai chơi đập dịch. Cầu đó nó có mấy cái con cá giống như cá rô của vùng này nè. Có con cá guppy nữa, rồng á, quăng chạy xuống là dính một đống luôn. Này là tính như tương lai hết trơn à, tương lai là cái chỗ này là nguyên cái vùng này là nguyên cái phòng nè. Rồi cái để ở, cái chỗ chơi đó sẽ đẩy ra ngoài này. Rồi cái này á đẩy ra ngoài kia làm một cái hồ ở dưới. Cái hồ à? Cái hồ nước ta hồ bơi mà nằm dưới đất luôn, rồi bắt đầu mình làm cái nhà lưới chùm lên. Đó vậy nói đó. Giống như bên kia. Nó bên kia nó cũng có hồ bơi đó. Này bắt 700 không cái cầu nằm ngoài kia. Nó nằm cái hầm cầu nằm ngoài đó. Hầm cầu đó. Khu này là sắp tịch không đúng không? Wow. Bởi vì cái đất thì nó cũng giống nhau vậy đó. Dạ. Nhưng là mỗi cái nhà nó cũng lô 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 lô. Lô lô, lô. Lô, lô. X. Hả? Bây giờ mấy sao là làng xóm của Steven bên kia. Nhà khu này đa số là khoảng chừng trên 1 mẫu trở lên. Đây là cái căn nhà mà Steven mới vừa nói với cô chú anh chị và các bạn, mình mới mua căn nhà này ở Wesley Chapel nè. Căn nhà này hiện tại có hơn 1 mẫu đất với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Hiện tại nó sơn lẫn cái màu vàng khè vậy, giống như đi vô. Cái màu vàng khè kỳ quá, mình không có thích. Mình chọn mình sơn lại cái màu khác. Cái ceiling thì vẫn giữ màu trắng bình thường, chứ sáng sủa. Cái màu tường nó hơi
màu khác đi, cái màu vàng do thấy kỳ quá. Tụi Mỹ đó, nó thích vàng nhưng mình không thích vàng. Có một người phần khác là họ đang sơn cái phòng này. Cái phòng này thì cái ceiling diễn vững màu trắng, họ mới sơn cái pram luôn này. Đây cái bathroom. Đó. Bây giờ cái phòng này cũng vậy nè, tất cả cái màu kỳ quá. Mình sơn lại trên kia màu trắng. Cái này cũng được. Amigos. Amigos. Looking good, brother. Yeah. Yeah. Looking good. It's real and special. Đây là phía sau. Thì ở ngoài kia là cái septic tank. Phía sau là cái giống như con suối vậy. Thì cha đang để mấy cái cây cối ngoài kia. Thì cái hồ bơi này nó hiện tại nó làm phía trên đất á, thì mình sẽ lấy cái hồ bơi này ra nó lấy. Hồ bơi này nó cũ kỹ quá, bên kia là cái septic tank đó. Nó có mấy lọc nước lum la chơi, thì mình xin lại mình ở đây mình không có trả tiền nước. Ở phía sau này mình trồng thoải mái, mình không có bị HOA nó làm khó mình, tại ở trong cái khu community thì nó sạch sẽ, nó vui vẻ hơn, mà có một cái là nó làm khó mình quá. Khi mình trồng cây cối Việt Nam mình là thích trồng cây. Việt Nam mình là thích trồng cây cối này kia lặt vặt á, thì khi mình trồng mấy cái cây đó nó lại làm khó phiền lắm, nó cứ lại nó hù dọa mình hoài. Khi xưa thì mình mới vô cái khu nhà đó thì mình trồng nó đủ thứ hết trơn á. Thì ở phía trước đương nhiên phía trước nó không cho trồng, phía sau hồi xưa là nó ok mày trồng tất cả những cây nào mà đừng có lấn qua cái ranh của cái làng xóm thì được. Cái thì mình đã trồng 5-6 năm nay rồi, đầu khi mà tụi SUA nó đổi một cái company khác vô manage á, cái nó đổi cái lực lại, cái nó ok cái cây này không được, cái kia không được, lung la chăng phải bứng đi. Đây xin mình tức quá mua một căn nhà này để phía đất phía sau á, thì ở ngoài này nó không có luật lệ dân, nhà mình muốn trồng gì trồng. Rồi nếu nhà mình muốn sửa sang gì á, mình cứ xin phép là mình cắt thêm cũng được. Phía sau này chắc tương lai mình cũng expand ra, mình làm thêm một phòng ngủ, hai phòng ngủ ngoài này nữa. Tuy nhiên là lớn tuổi mình không cần có nhiều phòng quá. Tuy nhiên sau này lấy con cái mình có cháu chắc nữa, lại nó lại thăm thì cũng có phòng để ở. Đó. Nè, phía sau này cũng có cái chỗ chơi ngồi chơi. Hiện tại thì nó có cái khu vực patio của ngoài kia, thì có hồ. Mình chắc lấy cái hồ để qua, cái hồ đó giờ nó dơ quá, nó cũ kỹ á. Mấy đứa lớn lớn mình vô nó nhảy mấy cái, cái hồ nó banh tà lông luôn. Ok, cô chú anh chị, cái nhà mới sơn xong. Công nhận mấy người Mỹ họ sơn nhanh, thì trong vòng một ngày, một sáng sớm hút cái nhà xanh sạch bon luôn. Yeah. Đây là sản phẩm khi sơn xong này. Cái tường đó hôm qua sáng thấy dài hè phải không? Bây giờ mới sơn lại màu khác nè, màu cũng như luôn tí. Trên ceiling là màu trắng. Đó. Đây. Bên đây là gian rộng của nhà bếp. Hiện tại cho mướn thì những để như vậy, sau này có thể đặt ga sửa lại, làm cho lớn rộng ra. Đây phòng khách với phòng bên đây một phòng ngủ. Đây phòng ngủ nè, phòng ngủ thứ nhất. Đây một phòng ngủ. Bên này cũng có một phòng ngủ. Phòng ngủ bên này nè. Phòng ngủ hai phòng ngủ. Chính giữa hai phòng ngủ này nó có cái nhà bếp, cái bathroom. Cái bathroom nằm đây. Đấy. Nhìn bên kia là nhà bếp, phòng chơi, phòng ăn. Qua bên này sẽ có phòng ngủ nhỏ nhỏ này, giờ có thể tương lai mình làm cái office được, là phòng ngủ cũng được. Thì biết nhỏ nhỏ nó mua ở đây á, thì làm phòng ngủ đây được. Thì đi qua đây thì nó, cái này em thấy nó là phòng ngủ, tại cái phòng là phòng chơi thôi. Phòng chơi thì nó
Hiện tại mình mới sơn lại cái phòng này nó cũng còn tối tăm quá, ướt nhẹp rồi. Ở bên đây nó kia phòng hai nó có cái phòng nhỏ nhỏ nên biết làm gì nữa, cái phòng này chắc ngồi coi đọc sách coi tivi thôi chứ làm này cái phòng nhỏ xíu rồi. Có thể nói là phòng chơi chứ không phải là cái nói là cái bàn cái bedroom nha. Thì tắt qua đây là cái phòng phòng giặt. Phòng giặt nè. Đó. Giặt. Đó. Còn qua đây là cái master. Hiện tại mình cũng liệt ba cái đầu rồi, sửa nhà, đặt đặt cái đúng đó bên trên. Liệt cũng đồ ngủ nghe cũng là hết. Đó, đây là cái master bed. Master bed. Thì trong cái master bed này nó có cái closet, cái working closet. Bên đây cái working closet này. Đây là cái working closet này. Thì trong cái bathroom này có cái cầu tiêu, cái cầu tấm đã đứng, tấm nằm, hai cái bồn rửa mặt bên này. Nhìn bên kia là cái phòng chơi. Đây là master bed, hiện tại mình cũng mới dự sơn xong. Còn đồ ngủ ngang hết. Đó. Đây đây. Sao? Done. Đi ra ngoài đó cái cha không làm gì. Ồ cái này chặt bằng tay mệt lắm chơi. Đúng cái cưa vô cho thẻ một cái gớt xuống chừng. Gió mà sáng giờ cũng được từ đó. Ồ chứ làm vậy lâu lắm, kéo cộng dây điện ra đây mình ngồi mình đút xuống mình cưa nhanh. Thì chặt mà mỗi tay mệt nữa. Cưa ra cho đút vô cái rẹt kêu cái rẹt gớt xuống à. Nghĩ mà đi. Thôi nghĩ mà đi, nữa con đem cái cưa ra con ra chặt ra này nhanh lên. Cái lội tao dòm thấy rõ ràng ngay trong giữa chừng khoảng 2 feet, 2 feet rưỡi vậy á. Kế bên luôn. Kế bên luôn á. Mà nước đen thui nhìn không được con cá gì, mà cái đuôi nó thì giống con cá snook dữ lắm. Lạng cá lóc. Không phải đâu, chắc không phải cá lóc đâu. Nó hơi xám xám. Con cá nó hơi xám xám, không phải cá đen. Trong này thì có cá lóc. Có thể có cá lóc. Cá lóc răng á. Cá lóc mà tới Việt Nam thì nó không có cá lóc răng này cái gì. Ờ, nghỉ đi chơi. Thầy cuối tuần con cho làm cho làm mình mà. Cái cưa ra mình thẻo nó nhanh lắm. Cái này mình chặt nó mỗi tay đúng không? Chào mọi người thấy sao? Nhà retire được không? Oh my god. Đậu xe nãy giờ nóng chết luôn. Vô cái giống như lò lửa vậy. Thì phía bên tay phải này thì có một người từ Cali với một người từ New York. Ok cả nhà, mình về tới nhà rồi. Giờ hiện tại mình lên tắm rửa một tí, đi làm một tí việc. Cái gì hẹn mọi người ở video kế tiếp nha. Bye bye.